Ôi, ôi bự rồi nè ha. Cũng bự bự. Cái màu xanh này thấy đẹp hơn mấy cái màu vàng kia. À, nó màu tím á, nó cũng như nó đậm hơn một chút. Không. Cái cây này nó có bông cho em. Cái này nè. Ồ, sắp rồi. Sắp rồi. Thấy nó cũng xay xay rồi. Xay xay cũng cuộn rồi nè các bạn. Cái này thì cả nồi. Đó thu hoạch được chưa? Cũng gần rồi. Chào cả nhà. Hồi sáng trời mất mát, cái chiều nóng quá trời quá đất. Để coi coi nó. Anh thấy nó uống nè. Cũng sắp cũng được gần rồi. Rồi không? À. Cũng quá ngon nè. Em tính thu hoạch mấy cái chậu đó trước. Chậu cái đất thì nó hơi... Nó hơi... Hôm bữa nó bị phước nắng á, với lại nó thiếu đất á. Ừ. Thì nó hơi xấu xấu. Nó nay phải sao mình trồng cái này nhiều quá ta? Thì bữa tự nhiên cái... Đi vườn ươm thấy nó tốt quá. Và cái tự nhiên thích cái mua trồng hết mấy cái chậu trống đó nha. Mà thấy nó cũng đều quá ha. À, đẹp á. Quá là đều luôn rồi. Thì hôm nay cái nóng lên tới gần 20 độ. Mà nguyên tuần này nghe nói là nóng lên tới hai mấy độ luôn. Nhưng mà tới tuần sau tự nhiên ban đêm nó lại lạnh. Ừ. Ở đây thời tiết bất thường như thế. Trồng đậu cũng hơi khó khăn một chút. Ở dưới đây thì bầu với bí nè, hôm nay nó cũng hơi đều đều. Có mấy cây hơi đều đều các bạn. Tại trời lạnh á. Cái lá nó, cái đọt nó vàng luôn. Rồi, bữa nay mình thu hoạch gì em? Bữa nay thì mình dự định thu hoạch hết những cái bông cải tím, phải vàng, xanh, rồi trắng ở đây hết luôn đó nha. Để mình trồng bông cải xanh xuống. Tại bữa mua rồi nhưng mà chưa có trồng được á. Đi qua cái khu vườn của mình thì lúc nào cũng bị đụng đầu. Wow, đẹp quá nè. Ôi, ôi bự rồi nè ha. Cũng bự bự. Cái màu xanh này thấy đẹp hơn mấy cái màu vàng kia. À, màu tím á, nó cũng như nó đậm hơn một chút. Không, mỗi năm thì mình trồng màu tím rất là đậm mà sau năm nay nó hơi lợt, không biết tại tì cái à, trời mưa nhiều. Không, chắc tì cái giống á. Thì cái này là cái giống như màu cải trắng đó nha, giống như súp lơ đó. Mà cái này thì là màu xanh. Đẹp quá ha. À, đẹp á. Wow, nó có một cái đốm trắng trắng, chắc bị nắng ăn quá. Hôm bữa bị trời nắng, trời mưa cái nó đọng cái nắng á. Xong cái mình lấy cái lá mình đậy lại thì đỡ một chút. Rồi bên kia đây còn hai cái cây vàng này họ mới nó còn nhỏ lắm các bạn. Wow, nó vàng cái thân nó cũng vàng luôn, ngọt ha. Bông vàng, thân cũng vàng. Chỉ có cái lá nó xanh. Cái này bữa mình đi đổ đất thêm cái đó. Đất nó bay lên cái bông. Làm quen gố của cái sắc đẹp của người ta. Cái này với trồng bông cải xanh. Cái này uổng quá, nó còn nhỏ. Ừ. Mình tính chờ luôn, nhưng mà tại vì có mấy cái nó nở rồi. Không lẽ giờ chờ nó lại mình thì cũng cô đơn quá. Đó, còn bên đây, trắng phải không? Dạ. Yeah. Ồ, cái này đẹp. Wow, này, trắng tinh. Wow, ngon quá nè. Bên này trắng luôn quá. Trắng luôn. Wow, cái này đẹp quá. Wow, con này to luôn á. Quá đã. Ngon ha. Ừ. Còn đây bự không? Tính được. Nó ngon là cái lá nó xoắn lại nó che cũng như là e thẹn vậy đó. Nó che lại thì nó mới trắng, còn nếu mà nó ra ngoài cái nó bị vàng. Wow, đẹp quá. Mấy cái lá này, cái bông nào mà nó không biết e thẹn thì nó bị quen
Vàng ố à? Vàng ố là không phải là vàng ố mà bị nắng ăn. Nó không có còn trắng tinh nữa. Đó, này nó trắng tinh nè. Có cái loại này thì nghe nói là giống như là san hô. Ừ. Mình cũng không rành lắm. Thấy nó hơi lạ lạ hơn ta. Còn trong đó có mấy cây gì ta? Nó lên cây con. Ừ, lên cây con. Đó, ở đây thì mình thu hoạch xong rồi cái mình trồng gì xuống em? Bông cải xanh đó anh bữa em mua á. Ừ, mua trồng hết ở chỗ này luôn hả? Ừ, hết luôn rồi. Bông cái này nhỏ ha. Ở này sao mà bị vàng vàng đó ta? Vô anh nghĩ là có cái con gì nó ăn ha. Chắc nó vô đây nó cất nhà luôn. Làm nhà nó ở. Ở chỗ này nó kín quá. Một cây ở trong kia được không? Cái cây tỏi nó không thấy nắng nó cũng eo một ha. Ừ. Trời ơi, yêu. Nó vô đây nó ngủ luôn. Vô nó ngủ. Làm nhà luôn. Thấy chưa, cái này à, mình thấy trồng nó thưa thớt quá ha. À, không phải nó thưa thớt. Tại bữa hôm nay nó có hàng nữa nhớ không, mình thu rồi. Tại vì trồng nhiều loại quá, cái nhà trong rồi cái nó không có đều quá. Thành ra cuối cùng phải thu nó hơi lắc nhắc. Thiếu đây cái màu tím nữa đẹp ha. Ừ. Thôi kệ đi, có nào thu mình thu. Có cần chụp hình không? Khỏi ha. Khỏi cần. Quá trời đẹp. Phê hương phê sắc. Quá đẹp. Cái này em thấy nó trắng dữ nè. Cái này tại vì nó e thẹn dữ lắm. Nó tiểu thơ. À, non quá ha. Ừ. Cái đó mình xào cũng được nè không? Ừ. À, còn cái này thì nó bị len lỏi, nó bị cắn. Ngon quá. Cái này mình thích ăn làm chua lắm. Ừ. Mình hái gì cái trời nắng đó, mình cắt ra cái mình phơi hơi ráo ráo vô cái nấu nước làm chua. Ngon cái này. Rồi, cái này đất nó bay lên trên rồi. Wow, non dễ sợ. Hai cái súp lơ san hô. Ôi, non anh à. Ừ. Mình tưởng đâu nó già. Nó già chứ. Wow, màu chiều. Rồi, tới bên đây. Đó, giờ một đống lá nữa rồi. Này nhỏ. Một cái này, wow, cái này nó còn lớn nữa. Hai cái này lạc lòi. Rồi. Rồi mình lại mình thay thu hoạch cái búp. Mình lại búp ok. Rồi. Ai để nó gài bẫy anh hay sao? Phá vậy ta. Banh luôn. Thu hoạch salad búp rồi cái mình sẽ nhổ cái này bỏ đất rồi vô. Ở bên kia thì mình đổ sẵn một đống phần đất nấm là cả các bạn. Cái suối nó lên làm điều lại cái trồng bông cải xanh xuống. Thì cái này mình sẽ đã có đất mới là cho nên mình cứ trồng thẳng xuống liền không có sao hết các bạn ha. Nó vẫn đầy đủ dinh dưỡng cho nó. Rồi bây giờ mình thu hoạch cái kia không? Lại thu hoạch xong lớp búp trước. Rồi chút mình trồng sau. Hôm nay thì ông nông dân mới vừa trồng cái su hào đợt sau nè. Ừ. Hôm bữa ông đi về tự ông trồng đó thì thấy nó cũng bắt đầu hơi búp búp rồi. Cái này ở nhà
Ông Solomon trồng nó cũng ngay hàng thẳng lối ha. Tại vì nó có một cây cái mình sắp lên một hàng. Ủa? Trong chậu mắt mới gì ngay với méo ta? Thì vậy anh mới nói đó. Thì mấy cây này bữa mình trồng trên kia cái nó dư, cái mình nhét vô đây. Thì hơi hơi xấu xấu nhưng hơi mà hơi kệ. Thu hoạch cái này ăn rất là ngon các bạn ha, giòn. Thì mấy cái chậu này chốc chốc mình trồng mà dư xà lách đằng đó là cái mình bỏ đi luôn ha. Thì nói chung có thì ăn hoài. Một cái xà lách này thì hôm nay cũng tét lá ăn bồn bồn rồi. Cũng ngon nè. Đó. Cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. Cái này là lọc áo nó ra thì sẽ thấy nó mượt mà ở trong. Ở ngoài thì nó hơi... Nên mình lọc là thành cái búp nè. Đó, thì anh mới nói đó. Đó. Nó chỉ che ở ngoài thôi, nhưng ở trong nó vẫn còn mượt mà, non nõn. Đó, cái này cũng ngon nè. À, cái búp là cái nhà thì cái này cái mình lọc ra cái này cái mình ăn cái mình cắt mỏng 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 á. Hay là mình ăn sống thì mình tháo ra cái ăn chấm ăn cũng ngon rồi ha. Bây giờ mình lại mình làm đất ở đó, còn bà xã thì trồng cái này hả em? Dạ. Cái này thì hồi bữa trồng bông cải trắng cái này, súp lơ trắng cái đợt thứ hai nè các bạn ở chỗ này à, nhưng mà chỗ này thì còn dư thì dự định trồng xà lách chỗ này hai loại. Nó còn dư miếng à, thì thôi mình có mấy cái xà lách xanh. Xà lách đó mình trồng luôn. Ừ, xà lách lá. Ok, giờ em đi làm đất. Đi đi. Thank you.
Xong rồi các bạn, ở đây thì vừa đủ 30 cây, nhưng mà có một cây cuối cùng thì nó ốm yếu nè, hy vọng nó sẽ sống. Thì cái này năm nay hai vợ chồng trồng cái khung này toàn là bông cải xanh không. Rồi để mai mốt coi nó có đạt kết quả không các bạn ha. Lại xem thành quả. Còn cái chỗ này thì bà xã trồng xà lách ở đây nè các bạn. Thì chỗ chúc tươi nè. Trồng nó còn dư một phần đất như chỗ này. Này là xà lách tím. Còn mấy cái chỗ trắng em mấy cái xà lách trắng em trồng trồng ở trong cái chỗ mới thu hoạch em trồng luôn rồi. Đó, mấy cái xà lách lá xanh ở đây. Bao nhiêu tôi đặt? 2, 4, 6 với một cái chậu vuông. Đó, rồi, xong. Bữa nay thu hoạch được bao nhiêu đây nè các bạn. Với trồng xà lách với bông cải xanh ở khung đó. Rất là nhiều bông cải xanh luôn. Rồi, xong. Một buổi chiều hôm nay, sáng nay thì hai vợ chồng bận rộn từ sáng giờ. Mới có thời gian thu hoạch xong, giờ vô nấu cơm ăn. Trời bắt đầu nóng rồi cả nhà. Thì mình trồng những cái loại mà ấm thì bắt đầu nó phát rất là nhanh luôn á, giống như mướp bầu rồi đó ha. Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn. Còn đây nữa, quên nữa. Rồi, bây giờ mình đi tưới. Với lại mình sẽ trồng cái cải lạng vô đó nữa các bạn. Nhưng mà trồng không có quay video cho các bạn xem. Thu hoạch thôi. Đi con, vô cơm này đền đói bụng rồi.